Chị hả? Dạ. Nói nghe con. Dạ. Dạ. Tung hả? Đó mệt đó. Ba là chị bệnh gì chị? Thận. Thận mãn á. Là đi đi. Dạ thận mãn, lọc máu. Lọc máu hả? Dạ. Trời ơi. Nè, coi nè, trời. Lọc máu rồi tới vậy đó. Bởi vì chạy giết rồi cái tay nó bị không còn gì ở đây với ai? Ở với hai đứa con nhỏ. Hai đứa con nhỏ. Kết chồng chị. Chồng khó lâu rồi. Dạ. Nuôi hai đứa nhỏ hả? Dạ. Đằng kia là bông hay đất của chị hay chị? Xin hỏi ta để nhờ. Nhờ đó chứ. À, nhờ bằng nhờ hả? Dạ. Mà dưới mấy xong mày cắt đỡ chắc cũng cắt đỡ được không chị? Ở này đây này thì đỡ vậy đó chứ không biết chừng nào tao có mừng lỗ hay sao sao chứ. Dạ, vậy chị không có đất đai gì hết. Dạ không có miếng rồi đó, ba cho miếng đó đó rồi, bá bệnh rồi bán lại. À bán 70 triệu rồi cái giờ hết rồi. Hồi lúc mới bệnh đó rồi cái không có tiền cái chạy. Bây giờ chị làm nghề gì? Thì cứ gánh ba trang vậy đó anh, rồi bán mẹ đi. Có thì có, không có thì hả giúp đi. Chú nay đồ cho gạo đồ ăn nè. Một ngày chứ một ngày có được nhiêu tiền chứ? Ngày làm đâu có ngày đâu. Có khi không biết chừng nào lâu lâu tao mới vô muôn lần. Lần 3-400 trang thì được 2 triệu mấy vậy đó. Chị mấy cái đó chừng tháng lần không? 3-4 tháng à. 3-4 tháng. 4 tháng mấy lần rồi mới cao. Như cây nhỏ vậy là bao nhiêu một chậu chị? 6.000. Nhỏ đó cháu ngoại. À cháu ngoại. Chị hả? Cháu ngoại đó, đó ông đó kìa. Một con gái chị ở đây luôn hả hay là đâu? Có nó bên chồng nó. Ừ, nó bự. Bây giờ chị sống ở nhà này chị à? Đó, với nhỏ đó đó. À, con gái luôn. Dạ. Chị hạng gì là như tốn nhiêu tiền chị? Một tháng đóng 1.800.000. Tới tháng mới đóng 30 tay là đúng ngày 30 tay. Là mà mấy ngày mới chạy một lần hay là từng 3 lần em 2-6. Mà chạy thận ở đâu kìa đi? Xe đét mình. Trời ơi. Thì xuống xe đét. Có cách có ngày vậy đó, lên 3-4 kg. Bởi vì mặn cái nó mệt. À nếu như mà không chạy là nó lên ký hả? Lên ký. Nó lên ký cái nó tràn dịch vô phổi, tràn nước vô phổi á. Trời. Nó mệt. Không khổ quá trời. Bởi vậy kim giết mà sao không biết nè, giùm mũi kim giết kìa nè. Chị có uống thuốc không hay là chị chạy thận? Cũng như là chạy thận rồi là ta đưa thuốc tây cho mình uống chứ không uống thuốc bắc, thuốc nam được. Cũng như mình uống nói cặn rồi ta lọc vô cục lọc đó, nó đóng lại đặt máu lại cái chạy không được. Rồi mình uống thuốc tây cho nó máu nó loãng lăn ta được chứ. Trời ơi. Như là đi trong ngày vậy không? Đi trong ngày 4 tiếng anh, sáng đi cũng như là thì 10 giờ đi là chạy tới 4 giờ gì? 3 giờ, 4 giờ. Chạy 4 tiếng à? Dạ. Rồi chị làm gì giờ có đủ không? Thấy bông nói gì thôi. À, thiếu tùm lum anh ơi. Mượn bà chị mượn ông anh tùm lum chứ. Nói thì bán mượn đỡ rồi mình đóng tiền chị thẳng rồi cũng như chừng nào có bán trang đó, mình trả lần lại. Rồi chừng nào không có thì mình mượn nữa. Dạ. Dạ chứ đâu có đủ được. Dễ gì? Lớp nào đi tiền xe rồi ăn uống rồi đâu có đủ tiền để chạy thẳng đâu. Dạ. Cũng như người ta cũng lâu lâu thì cũng như 2-3 tháng có mạnh thường quân đụng vô thăm vậy đó, để cho mình 500 ha, hoặc 1 triệu thì mình để dành vậy thì mình. Nhưng mà cái ban đầu là dấu hiệu cái triệu chứng đó là sao? Huyết áp của chị cao không à? Huyết áp cao. Huyết áp cao cũng như cái hồi đó cái thận nó bị nang, bên nó có một nang bên hai nang, cái bà ở trạm nói cái nang thì cũng như cái bọc mình đựng nước vậy thôi, nó bự ra cái người ta đặt cái kim vô, người ta hút nước cái hết trơn chứ gì. Mình tưởng đâu cũng bình thường, đi xin thuốc mình uống hoài hoài vô cái sao cái nó huyết áp quá trời cao, cái nó hư thận, huyết áp lên 25 luôn. Là do thuốc nó làm hư thận hay sao? Mình không biết nó là sao nó hư, bác sĩ cũng không nói sao, là cũng như nói là mình hư thận vậy, rồi chạy thận chứ không có nói là tại thuốc hay gì. Nhưng mà có hết không chị hay là cứ không, chạy hoài suốt đời? Chạy hoài suốt đời mình. Chạy thì ngày nào về tới nhà thì biết ngày đó sống rồi đó. Còn đang chạy mình cũng không biết gì thì nó tụt huyết áp mình mất cũng không chừng. Bởi vì người ta chạy người ta làm giấy cam kết nên ta đâu có chết, mình đâu có thường. Nó không có làm khó anh ta cũng không có thường nó. Nhưng mình chết là mình đem xác về chôn thôi chứ không có làm khó anh ta được. Dạ. Yeah. Người ta nói làm giấy cam kết rồi chết bỏ đó. Dạ. Nó vậy. Dạ. Yeah. Trời. Nguyễn Hoàng Ba, thứ sáu. Xin chào bà con, ngày hôm nay mình đến thăm gia đình của chị Hoa. Chị thì giờ sống với một con gái. Chị hàng tuần thì đi chạy thận.
tại vì bị hư thận. À, chị thì sống giống như ở đây giống như ở đậu, chị cũng không có đất đai chứ, chị trồng bông cũng mướn, cũng xin người ta cho để nhờ mấy chậu bông vậy đó. À, nhưng mà 3-4 tháng mới bán được chừng 1-2 triệu, thì số tiền hàng tháng chị chạy thăng rất là nhiều, cũng gần 2 triệu và tiền xe tiền cộ này kia đó. Nên là cái cuộc sống nó lúc nào nó cũng thiếu hụt chứ, nó không có đủ. Bây giờ mình thấy gia đình của chị quá khó khăn, nên mình bây giờ em gửi cho chị cái số tiền này, cái phần tiền này là của cô chú Đức Sơn ở nước ngoài. Yeah. Thì gửi cho chị 1 triệu. Yeah. Giúp cho chị một ít kinh phí để chị đi lập thận. Dạ, em cảm ơn chú Sơn. Dạ. Em được số tiền em cũng mừng, em cũng cảm ơn chú. Dạ. Dạ. À, đây là cái phần quà là của nhóm thiện nguyện ở Phần Lan. Cô chú anh chị gửi về cho bà con nghèo ăn Tết. Đây mình xin gửi này lại cho chị. Dạ, em cảm ơn. Khiên nổi không chị? Cảm ơn chị. Dạ, chú chị. À, sợ chị khiên không được. Cầm cái thuốc. Cái tay con mà vô mà nó tới về này hả? Dạ. Người tay bên đây vô không được sao mà? Không chú, để đặt cầu nối bên đây. À, đặt cầu nối đó hả? Dạ. Mắc vô trong cái cầu nối. Dạ, cái cầu nối cũng như là nó đầm móng. Dạ, đây gửi cho chị thì đây là lì xì chúc Tết. Dạ. Của nhóm thiện nguyện ở Phần Lan gửi cho chị, chúc chị ăn Tết vui vẻ. Dạ, em xin cảm ơn chị nhiều. Dạ. Đây, bây giờ tiếp theo thì cũng bên cạnh của nhà chị hồi nãy á, thì kế bên đây cũng có một hoàn cảnh khó khăn. Chú Tám dẫn mình tới để tìm hiểu. Mời bà con cô bác cùng vào tìm hiểu nha. 18 tuổi rồi. Ừ. Ê, chào hết gia đình. Dạ, chào chị. Chào bác Tám, chào. À, nó mới phát bệnh hôm tháng 2 tới giờ, hồi lúc nhỏ thì chị thấy nó nhỏ gì hoài không lớn, đi lên tới Nhi Đồng á, rồi chị khám cho nó, người ta nói nó xin dưỡng nặng nè. Chứ ngoài ra trong cơ thể nó không bị gì trên mà. Chỉ xin dưỡng thôi. Ừ. Mới phát bệnh hôm tháng 2 là nó bị người ta nói nó nhồi máu não. Yeah. Ừ, tự nhiên nó không có nhớ gì trơn, nó quên trơn vậy đó. Rồi từ từ người ta điều trị nó nhớ lại hết rồi. Cái nó mới hôm 2 tháng trước nữa, cái nó bị ấu hò cái giết chở đi bệnh viện, người ta nói nó bị tai biến. Trời. Tai biến hả? Mới có 18 tuổi. Nhỏ xíu à. Trên trời gãy là người ta nói nó bị tai biến, di chứng của nhồi máu não là qua tai biến, người ta nói vậy, người ta ghi trong giấy cũng vậy. Tại vì nó ấu hò mà mười mấy ngày nó không ăn được cái gì vô người, nên chở người ta đâm ống thở, ống gì, ống khí quản đây nè. Yeah. Như người ta đâm ống dưới tiểu, đâm ống ăn cho nó nữa, nó không ăn được rồi, nó đâm ống gì. Yeah. Ừ, nên đợt rồi nó bệnh nặng lắm đó, nó đưa vô phòng hồi sức tích cực đó, trên trời gãy. Bé tên gì vậy chị? Nó tên Đoàn Thanh Duy. Thanh Duy. Ừ. Nhưng mà cái nhỏ này là bay lớn, là lúc mấy tuổi là bay lớn? Chị nó cứ cười nhỏ nữa, nó cứ bị lớn nữa đó. Rồi nó bệnh nó ốm. 9 tuổi là nhỏ hơn không, hay 9 tuổi cũng bị lớn luôn? Không, 9 tuổi nó nhỏ nữa. Nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Ừ, cũng như nói chung là nó chậm lớn phải không? Nó lớn chậm. Mà nó ốm vậy đó. Nhưng mà ăn uống có đầy đủ không hay có nó thiếu? Ăn nhiều lắm mà sao nó không có bự. À, ăn nhiều. Ừ, ăn được mà sao nó không lớn, không biết sao nữa. Ăn được lắm à. Như bây giờ nè, cơm nó ăn nặng là hơn nửa tô, cái tô bự mình nha, tô tiểu. Vậy là nhiều. Ăn nhiều, nhiều mà nó không lớn. Do cơ thể. Cơ thể nó cái bác sĩ nó hỏi con chị chứ ăn được không? Nó không, nó ăn không được, kia nó ngày có 2 chén cơm à, là mỗi buổi á. Cái bà nói trời ơi, ăn gì là nhiều luôn rồi đó. Bà nói con tôi ăn ngày có nửa chén cơm mà còn ép chẳng ai nữa. Ủa sao kỳ vậy, sao con ăn được mà sao nó được. Mà nó vậy á, ăn uống được á. Cái giò con có nhức không? Dạ. Gì chúng ta thể héo bì hết phải không? Không có nó đau chỗ nào chứ không? Dạ không. Bóp cái ngay đây nè, đau cái ở trong. Bóp nó mới đau. À, do xưa cái chân em nhỏ quá. Không được rồi, bệnh nó đi không được luôn, bệnh nó còn nó nặng luôn, nó nặng dữ lắm luôn. Đưa đi bệnh viện Hạnh Phúc đó, chị tính đưa đi bệnh viện tư điều trị cho nó lẹ, mà họ đưa đó nó không điều trị. Nếu là nó bên Tây y thì nó nói vậy, chứ bên nó không điều trị được luôn. Chị có nó có hay xài điện thoại không? Có, ngày nó coi được tiếng hồn. Mình còn nói chuyện bình thường. Cái bàn chân thì bự mà cái chân thì teo. Ê, chân teo quá trời luôn. Teo cái chân thì bự. Người có chút xíu thì siêu à. Nhưng mà chồng chị đi làm hay sao chị? Ừ, chồng chị đi làm. Là chồng chị đi làm gì? Anh đi làm mướn cho người ta bên Hoa Kiển này nè. À, mướn. Chị có đi làm không? Có, chị đi đánh với chị. Chị đi vậy thì hai đứa nhỏ ở nhà sao chị?
cũng lớn mà. Nó ở nhà được. 18 tuổi lớn rồi. Nhưng tự nó chăm sóc cho nó được. Dạ được, được. Cái dạ. Nó sinh ra bình thường không chị? Lúc mới sinh ra nó ốm nhơm, da thịt nó nhăn nheo cho nó cũng 2,2 kg đó. Mà nó dài sọc nó nhăn. Ừ, nhìn trong ruột nó thấy. Nhìn nó thấy khóc cái trong. Mà sao ngộ đúng sinh ra nó khóc dữ lắm, khóc luôn thôi. Nó khóc hoài, khóc hoài, nó khóc cái 6-7 tháng. Nhưng mà chị sinh đủ tháng không? Đủ, 9 tháng mấy ngày, 4 ngày. Vậy là quá đủ rồi. Mà sao nó vậy chứ cũng biết sao. Mà giờ cũng đâu, chắc bé này cũng nghĩ luôn đâu học. Từ xưa giờ có đi học không chị? Có, học tới lớp 5. Học được không chị? Nó viết chữ không bằng ta, nó viết chậm hơn, nó la, nó mở tay viết theo không có chị. Viết cái chữ yếu quá, cái chữ yếu quá. Rồi bữa nó đi không được luôn đó, nó đâu có đi được. Ngay thằng cứu nha. Hồi xuất viện vậy cũng chưa đi được nữa, nó chỉ vịn cái tay nó đứng được thôi. Rồi cái con nó đi chăm cứu nó mới bóp được cho nó hằng ngày rồi ấy, mà nó đi được, nó mới đi, mà nó đi đâu là bình thường như lúc trước. Có nhiều cảnh khổ. Con tên gì? Dạ, Đoàn Hành Di. Đoàn Hành Di. Cái này em, cái này là phần quà của nhóm thiện nguyện ở Phần Lan em gửi cho chị, cái này gạo với dầu ăn với sữa với tương với một cục muối. Rồi gửi cho chị. Cảm ơn. Rồi gửi cho mình đi ra em rồi đi. Đại diện gia đình nhận đi ha. Có 2 đồng tiền nữa nha. Đẹp trai mà. Dạ, bình thường là đẹp trai lắm mà. Đẹp trai rồi. Không mà đẹp trai thiệt chứ cái bộ đẹp trai chơi đâu. Đây, cái này là cũng bao lì xì này bây giờ anh gửi cho em cũng của nhóm thiện nguyện ở Phần Lan gửi cho em mà ăn Tết. Mua đồ Tết mới. Nhớ đưa cho mẹ nha. Dạ, thôi bây giờ tụi em đi tiếp anh chị. Có 2 đồng tiền luôn á. Gia đình chị ăn Tết gì vậy? Trời ơi. Cảm ơn nha. Mừng ai cho nó gì nó mừng. Thôi, bà bán đi à, ngang đây. Dạ, dạ.